Thôi đi, về cắt tóc thôi. Anh em tôi đi thăm, bắt đầu đi thăm chuột. Không được. Sao cái của em hôm nay này? Cái này chắc là được con chuột nhít rồi. Giờ mấy anh em bắt đầu đi thăm chuột đấy mọi người. Không biết là có năng suất không. Ui, tối lắm, không nhìn thấy gì cả. Đây không có cái đèn sáng sáng. Mang xuống cái đánh luôn đi. Đây, được, được. Không. Cái đây không được thì không lấy được. Lấy cắt đấy, lấy đi. Không được à? Còn cái cuối cùng. Thôi đánh nốt mấy cái kia, đánh vào chỗ nào thì đánh đi. Đánh bừa vào. Bừa thì đánh trung hô này. Để đang gương cắp nhìn như gương thần công. Thế à? Ui, sao bao nhiêu mùi đấy đó. Mày vứt ở đấy thì cũng bằng nhau. Không cái này. Em đi sang bên này. Đấy đấy, chung chung cầm cái này. Đây. Thôi đánh đại đi thì về xem bóng đá thôi. Kết quả là không được một con gì. Chỉ chờ đợi sáng mai thôi. Ôi, sáng ra anh em tôi ra thăm chuột thì không biết được con nào. Lạnh quá trưởng anh ạ. Lạnh thì ra em thăm được, em lấy con chó nhất em chán. Em làm thế này anh nhỉ. Được. Chán được không? Chắc là được đấy. Được cái gì? Cái con quầy. Một cái ở đây đâu đây nhỉ? Đâu? Một cái ở đâu đây nhỉ? Mày có nhớ không đấy? Một em rồi là một em rồi. Ha ha. Hả? Được à? Được rồi. Đó sao? Tóc. Ôi trời ơi. Ôi trời. Ngon đấy, cũng bụng trắng nhá. Chút đồng bụng trắng nhá. Bụng trắng này. Ui giời, tuyệt vời. Rồi, có mồi rồi. Mất cắp rồi. Hả? Đấy em bảo từ chỗ này phải mất cắp rồi. Đánh ở đây. Đúng rồi, đánh. Thấy không? Tin đi. Mất cắp rồi. Đã thả xuống. To không? Bình thường. Đấy mà anh bảo rồi không được thì chặt đầu anh ra mà đá bóng. Con em đánh ơi con. Ui bụng trắng nhờ. Bụng đồng thật đấy. Ngon hết. Đào ấy trường đào. Đi xuống dưới này. Dưới này anh không được cứ chặt đầu anh ra mà đá bóng. Anh chưa được nhé. Em chuẩn được 2 con này đấy. Chắc là đây được anh. Không được cứ chặt đầu anh ra mà đá bóng. Ừ. Được không? Anh chưa đầu đây. Từ từ. Còn mấy cái cơ mà. Anh chưa đâu ấy. Không được. Oai. Đánh chung cơ. Không được, chết được. Này, chưa đâu đây. Nơi mà không được nhỉ. Đánh không rồi. Còn dưới này. Có một cái đường mà đánh ngang mấy cái cắp. Trong nào đấy nhỉ. Trong này có không nhỉ. Đây là... Đây nữa này. Trung. Ôi có một loại. Trung đánh đấy. Có một loại đánh ba cái cấp. La. Cái mặt trên kia được ấy. Được chặt đầu anh đi mà đá bóng. Thấy không? Vãi cả trường. Đây này. Anh đánh một cái đây này, đúng rồi. Mò vào xem. Cái này chắc chắn là được rồi. Thấy cắp không? À được. Đấy thấy chưa, mừng đấy. Chắc đâu anh nhìn mày đá bóng. Có một con, một con bé khi cũng trắng. Bé cái gì cũng to rồi. Ui sụt thế. Anh mọt này con mọt lắm. Còn hai cái. Đấy thì anh bảo rồi, trên này cái này không được thì mới là lạ. Đấy. Thế chứ to, thằng Dũng cứ bảo là bé. Anh nhớ là... Ai bảo? Cái đấy em. Ui, đánh này, cái này em đánh nha. Biết rồi anh bảo chỗ này được. Từ từ, anh nhớ là anh đánh một cái ở đâu ấy. À, đây là... Thành... Nó có ăn đâu. Đây là thành quả của anh em, 4 con. Khá em đánh con. Là ăn có nhất nha. Rồi, đâu con nào của mày? Hai đây. Thôi đi về nướng đây. Về lên phòng anh nướng, nướng trên phòng, ngon. Cái này là củ
chuột. Đấy. Em làm đẳng cấp không? Mày làm cái gì? Đến lúc làm thì đi chơi. Em làm mới đẳng cấp. Đây là món chuột các bạn, chuột này. Ơ để tí nữa để đặt xuống đầu tên. Chuột mau đại ca mình đánh được. Mau đại ca, em đánh ba con em được có một con tí. Mày được có ba con. Đây là em đánh bốn. Con cái cắt được ba con này. Anh đánh mười hai cái không được cái nó một con. Đấy là kia thôi. Đấy là tao để cho bọn nó đi bão, không thích đánh đâu. Đánh chắc được. Còn quá là tần thưởng. Đó là tuyệt vời, món này chắc là tuyệt vời. Thôi, mày trông nhá, tao lên xem phim này. Xem phim. À xa, xem phim. Hello, chén. Chén. Chén được, em muốn được chén. Ui xưa, thì nó cái nào chín trước em ăn trước. Chén sau em ăn sau. Dẫn em đi, chọn món này à. Ôi, anh cậu đâu? Đang xem tạo ảo lắm. Bọn mày có làm được việc không đấy? Đấy nhá. Anh để ra đây à? Xem nào. Anh trong để xem phim đi, xem phim. Xem thử xem là. Không ăn được. Không ăn được, cái này không ăn được. Kiêng. Có độc. Ui, cái này chín rồi, khô quá. Khô quá mất ngon. Đây một mặt dưới này đã. Ủa bây giờ mình bảo loạn đi là tốt nhỉ. Chung ơi. Anh đi mua đi. Để anh đi làm nước chấm. Anh mua bia đi. Ôi cháy luôn, cháy luôn. Ôi, làm ẩm nơi. Cho để sạch. Chuyện này chín rồi này, cho người đi ăn. Ôi, anh làm người đi ăn đi. Ôi, qua đi, tao đi mua bia. Nhanh không cần chung nó về mất. Ừ, mình phải chén trước. Anh phải ăn tí nữa. Chén. Hello chén. Tốt à. Wow, đây là chuột đấy. Sản phẩm của anh em tôi. Wow, chuột dạng háng và thịt. Chuột dạng háng. Ngày mưa gió. Này. Mưa gió không đi đâu được. Phải lên tầng. Thôi chén ơi. Chén. Anh đi không tung về anh đi. Sâu gì thế? Đừng mãi nó mới đi mua bia. Ngon mất chuột. Ôi, nghe em lắm. Ê, quên, mời các bạn nhá. Các bạn nhá. Đã về rồi, xong đây đi nhanh. Hôm nay đi phải đi nhanh chứ không về để hết này. Rồi đấy chưa? Ôi, không ăn được đâu. Vâng, không ăn được đấy.
100%. Ngon quá trời. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Anh không đợi anh không giận à? Anh em phải giận đi về chứ. Không, vẫn còn. Rồi, rồi, rồi. Được cái là anh không hay dối à? Thằng này cứ lúc nào làm à? Mất hút, không đủ ăn, đủ vác mặt à? Không này. Em nướng ấy. Mà nó về việc bận. Ui này, mời các bạn miếng đùi bả nhá. Chào, kiểm tra. Mời các bạn nha. Nó là thịt nướng riêng này. Cái nồi này. Wow. À. Em mình đấy. Một lăm các bạn nhé. Em mình đấy. Đấy đấy cái mấy ấy, tự lấy mà ăn. Em cứ ăn hết thịt luôn. Ngon nhỉ. Sống ăn. À, mày đi sống 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 miếng nữa sống. Mà anh tặng. Em tách một con á. Tách một con này. Cho con cúng này nhá. Ôi giời. Ê, miếng này chín này. Có mỡ mới chín, cái miếng lạc không chín nhỉ? Đây, mình miếng này, cho chắc chín. Tao cúi, để anh đấy. Đặt cho nó ăn là hoàng à. Để đấy ạ. Rồi. Su su. Rồi đây, nhớ đây. Để anh nướng lại luôn. Đây, su, ăn đây. Ừ, chào chăm. Cảm ơn Tâm. Việt Nam vô địch. Không, chặn đường cho Việt Nam vô địch. Ngon quá. Chặn đường, chặn đường. Ngon mà. Chua đêm qua anh đánh được rồi. Anh trả được một con nào. Anh đánh một cái cốc rồi. anh đánh ngu của mẹ. Không phải, anh qua vệ anh vẽ tạng này xem có được hay không. À, ok. Ừ. 100%. À, rất ngon các bạn. Trời. Hôm nay mưa phùn. Ngày nhằm tập trung nướng phỏng quá. Ấm áp. Chín chưa? Tưởng qua món hấp đấy nhỉ. Hấp xiên là chín hết, xiên kia chưa chín. Xiên là chín hết rồi. Ôi giời. Ôi. Bận thì cứ về chưa? Tao anh đi ở văn chủ. Mày đang ăn cái gì anh cháu? Anh ạ. Mày á? Đó. Tí nữa về sẽ hỏi mẹ xem có thuốc gì cho anh. Bao nhiêu? Thuốc ai? Thuốc gì? Chưa cái bệnh mới đi của mày. Của anh á. Con anh cho mình chút chút khóc rồi. Con nuôi tỷ nó lại không trông tử tế à? Hả con kìa? Lô tỷ. Linh nô ấy. Anh gọi Linh nô tí nữa. Về. Anh chị để xem video ấy. Chị để chết cổ treo anh lên. Hộ cái. Hộ cái.